Đông Chu Liệt Quốc, hồi thứ tư. Tần Vương nằm mộng thấy con trời, Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất. Khi Bình Vương đến Lạc Dương thấy phong cảnh tốt tươi, dân cư trù mật không kém gì Kiểu Kinh thì trong lòng mừng rỡ. Kinh đô định xong, cả nước chư hầu đều dâng biểu chúc mừng, duy chỉ có nước Sở chẳng thấy đến. Bình Vương nổi giận muốn khởi binh vấn tội. Quần thần can rằng: nước Sở chẳng tuân theo vương hóa đã lâu, xưa Tuyên Vương phải lắm phen chinh phục, từ đó cứ hàng năm đem cống hiến một xe thanh mao để dùng đặt rượu mà tế lễ, lễ ấy cũng chỉ có chừng đó thôi. Nay bệ hạ mới rời đô, lòng người chưa định, nếu đem binh chinh phạt e rằng khó thắng. Xin bệ hạ chờ cho binh hùng tướng mạnh, sẽ tính đến việc ấy cũng chưa muộn. Bình Vương nghe nói cũng đổi giận làm vui, không tính việc chinh nam nữa. Kế đó Tần Vương Công cũng cáo từ về nước. Bình Vương nói: nay đất Kỳ Phong bị giặc Quyển Nhung chiếm giữ, quấy rối dân lành. Nếu nhà ngươi đánh đuổi được, thì ta cho đất ấy để đền đáp lại công hộ giá thiên đô. Tần Tương Công bái mạng lui về, sửa soạn binh mã, lo kế đánh dẹp Khuyển Nhung. Chẳng bao lâu giặc Khuyển Nhung bị giết sạch, tướng Khuyển Nhung là Bột Đình và Mãng Tốc đều tử trận, còn chúa Khuyển Nhung thì trốn ra dải đất hoang ở phía tây mà tạm trú. Đất Kỳ Phong sát nhập vào nước Tần rộng hơn ngàn dặm, từ ấy Tần trở nên đại quốc. Thu thập đất Kỳ Phong chẳng bao lâu thì Tần Tương Công mất, con là Tần Văn Công lên kế vị. Một hôm Văn Công nằm mộng, thấy một con chăn lớn từ trên trời sa xuống, trong giây phút lại hóa ra một đứa bé kêu Văn Công và nói: ta là con trời sa xuống báo cho nhà ngươi biết, nhà ngươi sẽ là Bạch Đế giữ nghiệp phía Tây. Nói rồi biến mất. Văn Công đem việc ấy hỏi Thái Sử Đôn. Quan Thái Sử tâu: sắc bạch là sắc của phía Tây, ấy là điểm trời cho chúa công làm chủ khắp phương Tây đó, vậy phải tạ ơn trời đất. Văn Công bèn lập miếu nơi phu ấp mà thờ, lại giết con trâu trắng để tế. Kế đó có người ở xứ Trần Thương săn được một con thú, hình thù giống heo nhưng lông cứng mà nhọn, đánh không chết. Họ không biết con gì, bèn đem dâng cho Văn Công. Nhưng khi đi đến nửa đường thì gặp hai đứa trẻ chỉ con vật ấy mà nói: con thú này tên là Vị, thường ở dưới đất hay ăn óc người chết, hễ đánh nhắm óc nó thì sẽ chết. Con vật liền đáp rằng: hai đứa con nít này là Trĩ Tinh hiện lên, hễ bắt đặng con trống thì làm vương, bắt đặng con mái thì làm bá. Hai đứa trẻ nghe vậy liền biến mất. Con thú cũng biến theo, người đi săn kinh hãi, lật đật báo cho Văn Công hay. Văn Công liền lập miếu nơi núi Trần Thương để thờ Trĩ Tinh. Thuở ấy ở núi Trung Nam có cây tử lớn. Văn Công muốn đốn về xây cất cung điện, nhưng cưa không đứt, búa chặt không lay, ai nấy đều lấy làm lạ. Một đêm kia có người ngủ dưới gốc cây ấy nghe một bầy quỷ đến chúc mừng cái cây. Lại có tiếng hỏi: nếu Tần Vương khiến người bỏ xõa tóc và lấy chỉ đỏ quấn xung quanh thân thì liệu phải làm sao? Sáng hôm sau người ấy kể câu chuyện này với Văn Công. Văn Công khiến người làm y như vậy. Quả thật thân cây bị cưa ngã. Nhưng cây vừa ngã thì một con trâu xanh ở trong thân xông ra, chạy thẳng xuống sông Ung Thủy. Từ đó dân chúng thi thoảng lại thấy trâu xanh hiện lên. Văn Công sai kỵ sĩ đón đánh, nhưng trâu xanh quá mạnh, không làm sao đánh nổi. Kỵ sĩ bèn bỏ tóc xõa mà đánh, trâu xanh mới chịu chạy xuống nước. Văn Công bèn chế ra cờ ngũ sắc để nơi quan trung, lại lập miếu mà tế vị thần châu ấy. Lúc bấy giờ, vua Huệ Công nước Lỗ nghe nước Tần tế lễ trời, bèn sai Thái Tế Nhượng đến xin vua Bình Vương cho phép mình được giao tế và tế lễ. Bình Vương không cho. Huệ Công nói: tổ ta là Châu Công, có công lớn với nhà vua, và lại lễ nhạc do tổ ta bày chế, nay con cháu dùng thì có hại chi? Hơn nữa thiên tử đã không cấm nước Tần, sao lại cấm được nước Lỗ? Bèn không kể đến mệnh vua, cứ giao tế tế lễ như nhà vua vậy. Vua Bình Vương biết việc ấy nhưng không dám nói. Từ đấy nhà Châu ngày một suy yếu, các nước chư hầu chuyên quyền xâm lấn bờ cõi của nhau, gây rối rắm trong khắp thiên hạ. Nói về Trịnh Thế Tử là quật đột, từ khi cha chết lên kế vị tự xưng hiệu là Trịnh Võ Công. Nhân khi nhà Châu suy yếu, chiếm cả đất quốc và đất khoái, làm thành một nước lớn. Trịnh Võ Công và Vệ Võ Công đều kiêm chức khanh sĩ tại triều nhà Châu.
Qua năm Bình Vương thứ 13, vệ võ công thất lộc, còn một mình Trịnh võ công Bình Chánh. Lúc thì về nước Trịnh, lúc thì lại ở lại nơi Triều Châu. Vợ Trịnh võ công là Khương Thị sinh được hai con trai. Con lớn đặt là Ngộ Sanh, con thứ đặt là Đoạn. Ngộ Sanh vì lúc nhỏ bị đẻ ngược nên Khương Thị không ưa. Còn Đoạn thì hình dung tuấn tú, mặt mũi khôi ngô, lại có sức khỏe lạ thường nên được Khương Thị yêu mến lắm. Một hôm Khương Thị ngỏ ý với chồng, nếu Đoạn mà được nối ngôi chúa công sau này thì hơn Ngộ Sanh gấp bội. Trịnh võ công nói, lớn nhỏ đều đã có thứ bậc, chẳng nên xáo trộn luân thường. Và chăng Ngộ Sanh có lỗi lầm gì mà bỏ tránh lập thứ? Bèn phong Ngộ Sanh làm thế tử, còn Đoạn thì phong một chỗ nhỏ ở cung thành, nên gọi là cung thúc Đoạn. Việc ấy làm cho Khương Thị không vui. Sau đó võ công qua đời, Ngộ Sanh lên tức vị, xưng hiệu là Trịnh Trang Công, rồi cùng thế chức cha mà làm khanh sĩ nơi triều nhà Châu. Khương Thị phu nhân thấy cung thúc Đoạn chẳng có quyền chi, lòng buồn bã, nói với Trịnh Trang Công, con nối nghiệp cha, làm chủ nước Trịnh đất rộng đến mấy trăm dặm ngoài, mà lại để cho em con một chỗ đất nhỏ mọn, vậy mà đành lòng sao? Trang Công thưa, ý mẫu hậu dạy thế nào xin cho con biết. Khương Thị phu nhân nói, nếu quả thật thương tình ruột thịt thì việc gì mà không lấy đất chế ấp phong cho em. Trang Công thưa, chế ấp là nơi hiểm địa, tiên vương đã có lời di chúc không nên đem phong cho bất cứ ai. Trừ chỗ ấy ra, mẫu hậu muốn xin chỗ nào con cũng vâng lời. Khương Thị phu nhân nói, nếu vậy thì phong cho Đoạn đất kinh thành. Trang Công làm thinh không nói. Nếu không bằng lòng thì tốt hơn con nên đuổi em con ra khỏi nước để kiếm cách dung thân. Trang Công bùi ngùi nhìn mẹ nói, thưa mẫu hậu, con đâu dám thế. Ngày hôm sau, Trịnh Trang Công cho đòi cung thúc vào triều phong đất kinh thành. Quan đại phu Tề Túc can rằng, tâu chúa công, kinh thành đất rộng, dân đông chẳng kém gì Vĩnh Đương, nếu phong cho cung thúc Đoạn, ắt sau này sanh hậu họa. Trịnh Trang Công nói, lệnh của mẹ ta, lẽ nào ta dám cãi. Bèn phong cho cung thúc nước kinh thành. Cung thúc bái lĩnh rồi lui ra, vào cung từ biệt Khương Hậu. Khương Hậu đuổi hết kẻ tà hữu ra ngoài, rồi nói nhỏ với cung thúc, anh con không nghĩ tình cốt nhục, bạc đãi con đã lâu. Hôm nay sở dĩ con được phong đất kinh thành là nhờ mẹ năn nỉ lắm mới được. Nay con đến kinh thành phải thao luyện binh mã, dự bị cho sẵn. Lúc nào có cơ hội, mẹ sẽ tin cho con, kéo binh về mà lấy Trịnh. Mẹ làm nội ứng thì cái ngôi của Ngộ Sanh sẽ về tay con, không khó. Cùng thúc lãnh mạng tạ từ qua kinh thành. Từ ấy người ta gọi Đoạn là Thái Thúc kinh thành. Thái Thúc lại đòi hai quan tể trấn ở hai vùng Tây Bỉ và Bắc Bỉ đến dụ rằng, đất của hai ngươi trưởng quản nay đã thuộc về đất phong của ta rồi, vậy từ nay thuế vụ phải đem đến đây mà nạp, còn việc binh tình phải nghe theo lệnh của ta điều khiển. Hai quan tể thấy Thái Thúc là con cưng của quốc mẫu nên không cãi lệnh. Thái Thúc lại thường giả cách đi săn để luyện tập binh sĩ, gồm thâu cả binh của Tây Bỉ và Bắc Bỉ, rồi lại cướp luôn cả đất Yên, đất Lâm Giang. Quan tể hai xứ này thấy rõ hành động bội phản, lén vào triều tâu cùng Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công nghe tâu, mỉm cười làm thinh không nói gì cả. Bỗng có người bước ra nói lớn, tâu chúa công, tội của Đoạn đáng chém đầu, sao chúa công nỡ ngồi yên? Trịnh Trang Công xem lại, người vừa nói đó là Công Tử Lữ, hiệu là Tử Phong, làm chức thượng khanh, bèn hỏi rằng, khanh có ý kiến gì hay chăng? Công Tử Lữ tâu, Thái Thúc Đoạn ỷ trong có quốc mẫu yêu vì, ngoài cậy có đất kinh thành là nơi hiểm yếu, luyện tập binh mã mưu chiếm đoạt nước Trịnh, xin chúa công cho tôi đem quân đến bắt Đoạn đem về trị tội. Trịnh Trang Công suy nghĩ một lúc rồi nói, Thái Thúc tuy vô đạo, song tội lỗi chưa rõ rệt, nếu giết nó không khỏi đau lòng mẹ ta. Hơn nữa trong tình ruột thịt, ta sẽ bị người ngoài dị nghị là bất hiếu và bất nghĩa. Công Tử Lữ cúi đầu tâu, tâu chúa công, nếu trọng tình ruột thịt mà không quyết đoán được quốc sự, e không tránh khỏi tai họa. Trịnh Trang Công nói, nếu Thái Thúc cố ý bội phản thì thế nào mỗi ngày sẽ ngày một lộng hành thêm, chừng ấy tội lỗi đã rõ, nếu chừng trị cách nào mẹ ta cũng không nói gì đặng.
Công Tử Lữ bùi ngùi tâu: "Kiến thức của chúa công rất xa, tôi không thể nào sánh kịp. Song chỉ e thế lực của thái thúc mỗi ngày một to, khó mà trừ được." Trịnh Trang Công hỏi: "Thế bây giờ phải làm thế nào để mẹ ta khỏi oán trách ta là vô đạo?" Công Tử Lữ bèn tâu rằng: "Đã lâu chúa công không vào triều nhà Châu, ấy bởi chúa công lo việc của thái thúc. Nay phải giả cách vào chầu vua Châu để cho thái thúc tưởng kinh đô bị bỏ vắng, tất đem binh đến đây chiếm đoạt. Tôi xin đem quân phục sẵn ở đất kinh thành, đợi thái thúc cử quân đi, lén vào chiếm giữ. Còn chúa công cũng đem một đạo quân theo đường tắt mà đánh ập lại, thì thái thúc dù có cánh bay lên trời cũng không trốn thoát." Trịnh Trang Công nói: "Kế ấy rất hay, song chớ nên tiết lộ ra ngoài." Công Tử Lữ bái tạ lui ra. Ngày thứ Trịnh Trang Công thăng điện, nói dối rằng mình bận sang chầu vua Châu, giao việc triều chính cho Tề Túc. Khương Thị hay đặng tin ấy thì cả mừng, viết mật thư sai người tâm phúc đem đến kinh thành trao cho thái thúc. Trong thư ước hẹn nội trong sơ tuần tháng 5 phải hưng binh về lấy nước Trịnh. Lúc đó vào hạ tuần tháng 4, Công Tử Lữ sai người phục nơi yếu lộ nên bắt được người đem thư ấy. Công Tử Lữ bèn giết Quách đi, rồi mang thư về dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công rất đau lòng, nhưng không thể vì tình máu mủ mà dung kẻ phản nghịch. Bèn phong bức thư ấy lại như cũ, rồi sai người tâm phúc của mình đem đến kinh thành giao cho thái thúc. Được thư, thái thúc phúc đáp hẹn ngày mùng 5 tháng 5 động binh và dặn Khương Thị đến ngày đó phải dựng một cây bạch kỳ trong thành để biết chỗ tiếp ứng. Trịnh Trang Công xem thư phúc đáp nghĩ thầm: "Thế này thì mẹ đừng có trách con là vô đạo." Đoạn vào từ biệt Khương Thị, dối rằng mình đi qua Triều Châu, rồi kéo binh ra khỏi thành, đóng ở nơi Lâm Giêng. Công Tử Lữ cũng đem 200 cỗ xe chiến qua phục gần kinh thành. Thúc Đoạn từ khi tiếp được thư ấy liền sai con là Công Tôn Hoạt qua nước Vệ mượn binh, rồi lấy cớ về kinh đô để coi việc quốc chính mà kéo quân ra đi. Công Tử Lữ sai người thám thính, hay tin Thúc Đoạn đi rồi, bèn kéo quân vào thành, nổi lửa lên làm hiệu, triệu tập bá tánh kể rõ tội mưu phản của Thúc Đoạn. Do đó cả thành bá tánh đều oán ghét Thúc Đoạn vô cùng. Còn Thúc Đoạn kéo quân đi chưa đầy nửa buổi, thấy kinh thành bốc khói nghịt trời, biết là có biến, vội đem quân trở về cứu viện. Về đến nơi thấy kinh thành bị chiếm rồi, lòng đầy căm tức xua quân vây thành công phá. Chẳng ngờ Trịnh Trang Công lại kéo quân đến đánh, làm cho Thúc Đoạn chẳng biết đường nào mà chạy, túng thế phải kéo binh đến đất cung là chỗ được phong trước đó để cố thủ. Trịnh Trang Công dẫn binh đến phá thành. Cung thành chỉ là một ấp nhỏ, làm sao mà cự lại binh triều, chẳng bao lâu thì thành bị phá. Thúc Đoạn thấy thế đã cùng, ngửa mặt lên trời than rằng: "Mẹ ta đã gạt ta, ta còn mặt mũi nào mà thấy anh ta nữa?" Rồi rút gươm tự vẫn. Trịnh Trang Công vào thành, ôm thây Thúc Đoạn rồi khóc giống lên một hồi nói: "Bởi em làm láo nên tình huynh đệ phải chia lìa." Nói rồi lục trong mình Thúc Đoạn, thấy phong thư của Khương Thị gửi hãy còn, bèn lấy chung với một bức thư của Thúc Đoạn, rồi sai người đem về kinh đô giao cho Tề Túc trình lại cho Khương Thị. Trịnh Trang Công lại ra lệnh đưa Khương Thị sang đất Dĩnh mà tá túc và thề rằng: "Nếu không phải trốn Cửu Tuyền, chẳng bao giờ còn thấy mặt nhau nữa." Phong thư về đến kinh đô, Khương Thị mở ra xem, lòng thẹn thùng khôn xiết, liệu mình chẳng còn mặt mũi nào mà thấy Trịnh Trang Công nữa, bèn lìa khỏi cung môn rời ra đất Dĩnh. Trịnh Trang Công trở về cung, không thấy mẹ, lòng buồn bã nghĩ thầm: "Ta đã ép lòng mà để em ta chết, nay còn nỡ sao lìa mẹ mà đành, nhưng đã chót lời thề, biết làm sao." Quan trấn Dĩnh ấp là Dĩnh Khảo Thúc là một người chí hiếu, nghe tin Trịnh Trang Công đem mẹ đi an trí, lòng bất mãn nói với người rằng: "Dù mẹ có tội đến đâu, con cũng không nên bất hiếu, chúa công làm như thế thật là trái đạo." Bèn nghĩ ra một kế, bắt mấy con chim cú đem vào dâng cho Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công hỏi là chim gì thì Thúc Khảo tâu: "Tâu chúa công, đây là giống chim cú. Giống chim này ban ngày dẫu nhìn một vật lớn như trái núi vẫn không nhìn thấy, còn ban đêm dẫu vật nhỏ bằng sợi tóc cũng thấy rất rõ. Thật là một giống vật chỉ thấy được sự nhỏ mà không thấy được sự lớn. Hơn nữa lúc còn nhỏ, chim mẹ kiếm mồi cho ăn,
Lúc lớn lên nó không biết gì đến chim mẹ nữa, thật giống chim bất hiếu nên bắt mà ăn thịt thôi. Trịnh Trang Công nghe nói thì ngồi lặng thinh. Chợt lúc đó có người đem thịt dê lại dâng cho vua nhắm rượu. Trang Công cắt một miếng ban cho Khảo Thúc. Khảo Thúc liền chọn những nơi ngon cắt gói lại một gói cất vào túi áo. Trịnh Trang Công lấy làm lạ bèn hỏi: "Khanh để dành làm chi vậy?" Khảo Thúc bèn tâu: "Tâu chúa công, mẹ tôi đã già mà trong nhà lại nghèo khó, ít bao giờ được ăn miếng ngon vật lạ. Nay được chúa công ban thưởng, nếu không dành cho mẹ tôi thì tôi không làm sao mà yên lòng được." Trịnh Trang Công nói: "Ngươi thật là một người con chí hiếu, tiếc rằng trẫm không thể bằng ngươi được." Khảo Thúc giả bộ ngơ ngác hỏi: "Quốc mẫu vẫn mạnh giỏi, cớ sao chúa công lại tỏ ý buồn bã?" Trịnh Trang Công đem câu chuyện thúc đoạn bội phản và đày Khương Thị ra đất Dĩnh, nay hối hận mà mắc phải lời thề, không sao trông thấy được mặt mẹ. Khảo Thúc nghe xong buồn bã tâu: "Thúc Đoạn đã mất, tình cốt nhục chia lìa, nay chỉ còn quốc mẫu mà chúa công lại bội bể phụng dưỡng, e lỗi đạo làm con. Nếu bệ hạ đã lỡ lời thề, tôi xin dâng kế, có thể trông thấy mặt mẹ mà khỏi phạm lời thề đó." Trịnh Trang Công mừng rỡ hỏi: "Người có kế gì hay, hãy giúp trẫm." Khảo Thúc tâu: "Chúa công hãy truyền đào đất đến tận thạch, rồi làm một cái nhà dưới hầm mà rước quốc mẫu đến đó. Chúa công coi như đó là chốn suối vàng. Hai mẹ con sẽ cởi mở được nỗi lòng nhung nhớ trắc tị mà không trái lời thề." Trịnh Trang Công y tâu, bèn sai Khảo Thúc đem 500 tráng dân khỏe mạnh đến Khúc Vĩ đào một cái hầm dưới núi Ngưu Tỳ, sâu hơn 60 trượng, làm một ngôi nhà gác mái trên mặt suối và đặt thang dài. Khảo Thúc bái mạng, trước tiên trở về đất Dĩnh yết kiến Khương Thị, nói rõ lòng hối hận của Trịnh Trang Công, muốn rước quốc mẫu về phụng dưỡng, sau đó mới đến Ngưu Tỳ lo việc đào suối. Chẳng bao lâu công việc hoàn thành, Khảo Thúc liền đưa Khương Thị đến Ngưu Tỳ và viết biểu dâng cho Trịnh Trang Công hay. Trịnh Trang Công đến nơi thấy mẹ, vội sụp lạy nói: "Ngộ sanh này bất hiếu, xin mẫu hậu dung tha." Khương hậu buồn vui lẫn lộn, ứa nước mắt nói: "Đó là lỗi của mẹ, con đâu có tội gì." Nói xong đỡ Trang Công dậy, hai mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt. Trịnh Trang Công cõng mẹ lên thang rồi đưa về cung. Người nước Trịnh trông thấy ai nấy đều chắp tay lên trán khen vua là người chí hiếu. Ấy cũng nhờ có Dĩnh Khảo Thúc mà mẹ con Trịnh Trang Công mới lại đoàn tụ được. Trịnh Trang Công cảm ơn Khảo Thúc, phong cho Khảo Thúc làm đến chức đại phu, hợp với Công Tôn Yết mà trưởng quản việc binh quyền. Về sau Phan Tiên Sinh có thơ khen Khảo Thúc như vậy: "Lời thề đã lỡ giữa muôn dân, lỗi đạo đành cam với mẫu thân. Ví chẳng mưu cao người Khảo Thúc, Trang Công đâu dễ vẹn nhân luân."